chính thức chiếc thoại iPhone X Max này của mình đã được Apple xác nhận vẫn sẽ được lên iOS 18 sắp tới. Và cũng đúng như những thông tin được rò rỉ trước đó thì tại sự kiện WWDC vừa rồi thì đã đưa ra danh sách những con máy vẫn được hỗ trợ lên iOS 18 từ những chiếc thoại iPhone XR trở lên, và đặc biệt trong đó có chiếc thoại iPhone XS Max này của mình. Ok, thì video ngày hôm nay hãy cùng mình phân tích xem với chiếc thoại iPhone XS Max này, với cái việc mà nó vẫn được cập nhật lên iOS 18 thì nó có cần thiết hay là không, và khi mà cập nhật lên thì nó sẽ có những cái tính năng gì được hỗ trợ. Ok, thì anh em còn chần chờ gì nữa mà không để lại một like, một subscribe cũng như là nhấn nút chuông để bắt đầu video chi tiết luôn anh em nha. Đầu tiên thì với chiếc điện thoại XS Max này của mình thì nó là một em điện thoại ra mắt khá lâu rồi, rất lâu rồi. Tính tới thời điểm hiện tại bây giờ thì nó ra mắt cũng được khoảng là 6 năm cho một con máy vẫn được cập nhật lên cái phiên bản phần mềm mới nhất. Thật sự quá là kinh khủng. Dù sao thì với chiếc XS Max này ở thời điểm tại thì nếu như anh em sử dụng những cái tác vụ cơ bản thì đây vẫn là một sự lựa chọn khá là tốt. Tại vì nó có cho mình một cái phần ngoại hình các thứ thì nhìn nó cũng rất là ok thôi. Mặt lên một kính này, khung viền thì được làm bằng kim loại bóng các thứ, nhìn nó cũng còn rất là sang chảnh. Chẳng qua là nó sẽ không có những cái phần thiết kế cạnh vuông như là những con điện thoại iPhone bây giờ thôi. Chứ còn để mà sử dụng cầm nắm bình thường thôi thì nhìn nó cũng còn rất là đẹp anh em ạ. Ngoài ra thì về phần hiệu năng các thứ thì nó vẫn còn rất ổn áp. Đối với những anh em nào mà sử dụng những cái tác vụ cơ bản hàng ngày hay là chơi những cái tựa game nhẹ bây giờ thôi thì em này gần như nó vẫn có thể đáp ứng được, gọi là ngon lành cho anh em luôn. Cũng như là về màn hình thì em này nó vẫn còn có cho mình một cái phần màn hình cho đến thời điểm bây giờ nó vẫn đáp ứng được những cái nhu cầu quan sát bình thường cho anh em. Chất lượng là đằng khác anh em ạ. Màn hình vẫn là Full HD cộng này. Tấm nền là Super Retina AMOLED các thứ này. Màu sắc cho ra thì vẫn rất là tươi, chi tiết thì cũng còn rất là nét. Nói chung là mọi thứ thì nó vẫn còn đủ để cho anh em có thể sử dụng. Chẳng qua thì nhược điểm trên cái màn hình em này nó chỉ có là không có tần số quét cao thôi đó. Nhưng mà không sao, với những anh em nào mà không cần cái gì đó quá là mượt mà thì với 60Hz thì cũng là một cái gì đó đủ để cho anh em có thể sử dụng rồi. Và mức giá em này thì nó sẽ tầm khoảng là hơn 6 củ, và mình có tham khảo tại cửa hàng di động Mỹ. Anh em quan tâm thì có thể bấm vào cái phần đường link ngay dưới phần mô tả để có thể tìm hiểu chi tiết hơn về giá em thoại này, cũng như là giá một vài em thoại iPhone đang có mức giá rất là tốt anh em nhé. Đấy, về cái giá trị sử dụng thì mình vừa phân tích rồi, còn về với cái việc mà chiếc thoại lên được cái phiên bản iOS 18 thì dù sao cơ bản đây cũng là một chiếc thoại ra mắt khá lâu rồi, cho nên là sẽ có những cái tính năng mới thì em này tất nhiên nó sẽ không được hỗ trợ. Nhưng mà kèm theo đó thì nó vẫn còn một số những cái tính năng nó vẫn còn khá là hữu dụng đối với em thoại XS Max này. Rồi, và đầu tiên, cái tính năng đầu tiên sẽ là ghi âm cuộc gọi. Đây chính là cái tính năng mà rất nhiều anh em mong muốn. Nói chung là cũng không phải một cái tính năng gì đó nó quá là quan trọng. Tuy nhiên thì với một vài anh em gọi là chăm sóc khách hàng này, hay là muốn ghi âm lại để có thể sau này đối chiếu các thứ thì rất là cần thiết luôn. Với Android thì với tính năng này thì nó đã có từ rất là lâu rồi. Còn so với iPhone thì cho tới thời điểm bây giờ 2024 rồi. Với những cái tính năng này thì Apple phải gọi những chiếc thoại Android là bằng bố luôn anh em ạ. Nói chung là với cái tính năng này thì nó cũng sẽ chỉ là hữu dụng cho một vài số những anh em nhất định thôi. Chứ còn để mà sử dụng cơ bản các thứ thì mình thấy cũng không cần thiết. Rồi, cái tính năng tiếp theo, bây giờ anh em lên iOS 18, anh em đã có thể di chuyển những cái icon ứng dụng đi tùy ý anh em có thể đặt ở đâu cũng được, nó không cần nhất thiết phải theo trình tự gì cả anh em. Với cái này thì Android nó đã là một cái gì đó rất là bình thường rồi, còn với Apple tuy là đi sau nhưng mà với họ thì luôn biết kiểu thêm mắm dặm muối vào một số gì đó nhìn có vẻ là nó mới mẻ hơn, như là anh em có thể là đổi màu sắc này, cũng như là đổi hình dạng những cái icon như thế này khi mà anh em có thể chuyển qua những màu đen, màu vàng các thứ, hay là anh em muốn đổi những cái icon như thế này đó thành hình dáng nó kiểu hình tròn luôn anh em ạ. Có thể là với những cái này thì một vài con máy Android nó cũng sẽ có, tuy nhiên thì với Apple mình cảm giác như là họ sẽ đi sâu hơn vào một tí chứ không phải là kiểu quá là hời hợt đâu. Đấy, cho nên là với cái này thì sẽ giúp cho anh em có thể là sáng tạo hơn được một tí trên cái ấy phần mà chính như thế này. Rồi, cái tính năng tiếp theo, đây là cái thứ mà mình muốn nó từ rất là lâu rồi anh em ạ. Đây, nếu như anh em sử dụng khi mà chiếc thoại đang ở màn khóa đi thì anh em có thể bấm nhầm vào cái phần đèn pin ở đây. Thật sự cái này rất là khó chịu luôn. Và hiện tại thì anh em đã có thể thay đổi lại cái phần màn khóa này rồi anh em nha. Anh em có thể là thay thế hoặc là
xóa bỏ luôn những cái tính năng ở trên cái màn hình khóa này. Nó thì nói thật là vì cái tính năng này thì với Android nó cũng đã có từ rất là lâu rồi. Nói còn với Apple thì mình mong là một vài cái phiên bản tới thì họ sẽ có những cái phiên bản cập nhật nào đó sẽ thêm vào những cái gì đó mới mẻ hơn. Thì đó, cơ bản mình thấy những cái tính năng trên thì nó sẽ còn hỗ trợ tốt cho chiếc thoại iPhone X Max này. Chứ còn với những cái tính năng khác thì mình thấy nó cũng không quá là quan trọng, cũng như là một vài số thứ thì nó cũng không được hỗ trợ trên chiếc thoại iPhone X Max này đâu. Ví dụ như là về chế độ gaming mode này thì mình thấy cũng chả có ai bây giờ mà mua chiếc thoại iPhone X Max để mà chơi game cả này mà. Nên là thôi, có cũng chắc cũng chả làm gì. Cái thứ hai là về cái phần control center như thế này thì mình thấy nó cũng có một cái gì đó khác, tuy nhiên thì cũng không khác quá là nhiều. Sử dụng nó cũng vậy thôi. Còn một số cái tính năng như là tùy chỉnh cái phím action button như thế này thì với chiếc thoại X Max thì làm gì có này. Cho nên là thôi, nó cũng vô dụng anh em ạ. Tóm lại thì nếu như anh em thích vọc vạch tìm hiểu các thứ thì anh em có thể lên phiên bản iOS 18 này trên những chiếc thoại như là iPhone X Max này, iPhone XR hay là kể cả iPhone 11 thì cũng còn rất là ok thôi. Còn không thì với những anh em nào mà sử dụng cơ bản thì thôi, để những cái phiên bản iOS 16, 17 là ok rồi anh em ạ, anh em không cần phải lên những phiên bản mới nhất đâu. Rồi vậy con em, anh em có ý kiến gì hay là mình còn thiếu những cái tính năng gì mà với chiếc thoại iPhone X Max này nó còn có thể hỗ trợ thì anh em cứ để lại ở phần bình luận dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại lên video sau em nha.